Xin chào anh chị khách hàng quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của nhóm Văn Thắng tại Toyota Tân Cảng. Thì hôm nay em Bảo xin giới thiệu đến quý anh chị khách hàng một mẫu xe đã hoàn tất làm đẹp Maruguri Innova phiên bản số sàn, sản xuất vào năm 2018, mang nước sơn là màu đồng bánh kim nha anh chị. Xe đã được bên em hoàn tất làm đẹp Maruguri rồi. Đây, anh chị nhìn qua khoang động cơ anh chị. Hôm trước thì xe mới về bên em có quay cái chất mộc cho anh chị xem á. Thì hôm nay cái xe này đã được hoàn tất Maruguri anh chị. Đây, từng ngóc ngách trong khoang động cơ đã được bên em tiến hành vệ sinh, cho phủ bóng và dưỡng lại những cái ống cao su anh chị. Đó, như một chiếc xe mới anh chị. Đèn cũng đã được bên em tiến hành làm mới rồi. Đó, bên em đã cho tiến hành bảo dưỡng ốc cabo là nguyên zin hết anh chị. Đây, bên em đã cho vệ sinh lại hết rồi. Đèn này làm mới lên, mới tinh anh chị. Xe cũng đã được bên em cho kiểm tra 176 và bảo dưỡng luôn rồi anh chị, cấp giấy chứng nhận rồi. Xe này thì anh chị chỉ có việc lên xem xe ưng thì mình chạy xe về thôi. Innova ở phiên bản số sàn 2018 anh chị là đã có hệ thống cân bằng điện tử nè, hai chế độ lái Eco Power tiết kiệm, phụ kiện cơ bản bên ngoài nè, về che mưa, phim cách nhiệt, nẹp viền chân kính là đầy đủ hết rồi. 5 lớp heo xe này còn mới tinh anh chị. Xe có hai cảm biến hỗ trợ lùi xe phía sau nè, an toàn cho mình trong quá trình lùi xe. Gầm bệ cũng đã được bên em cho tiến hành tẩy rửa vệ sinh hết rồi. Lớp xe còn khoảng hơn 80% anh chị. Ở cái phiên bản Innova 8 chỗ anh chị, khi mà anh chị đi gia đình 5 người á, anh chị có thể xếp hai cái hàng ghế sau này, mình chở đồ rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Xe cũng đã được bọc một trần 6D rồi nè. Bên em đã tiến hành cho sơn tút là những chỗ chạy xước rồi. Xe cũng đã được lên một cái DVD có tích hợp camera lùi anh chị. Hiện tại bên em đang chào bán cái xe này với mức giá là 515 triệu. Trong cái giá này á, bên em đã bao gồm cho anh chị tất cả các chi phí như rút hồ sơ gốc nè, và bảo dưỡng xe, sửa chữa những vấn đề phát sinh. Thường anh chị những cái giá xe Innova bên em á, có thể nhỉnh hơn thị trường một xíu, nhưng mà về á, cái chất lượng xe bên em làm ra anh chị rất là chuẩn luôn. Ví dụ như về mà ví dụ như những cái chi tiết dưới gầm nè, hao mòn, giống như anh chị đi mua xe cũ anh chị không có thể nào coi được những cái routine hay là những cái nhúng rồi nó xì hoặc là routine nó rơ. Về thì bên em sẽ kiểm tra 176 hạng mục, bên em là đều cho thay thế mới, hàng tất cho anh chị hết. Có hợp đồng sửa chữa và có hợp đồng sửa chữa rõ ràng, hẳn hoi, có bảo hành cho anh chị luôn. Nên anh chị cứ yên tâm, đó là lý do vì sao anh chị thường mua xe tại hãng thì giá nó sẽ cao hơn. Nhưng đổi lại là cái chất lượng xe, anh chị mua về chỉ việc dùng thôi, chứ không phải tốn thêm chi phí nào sửa nữa hết á. Có những cái vấn đề nhỏ như lọc gió này kia, anh chị mua xe anh chị có không thể nào mà xem hết được cái xe á. Thì bên em đã có một bộ phận kỹ thuật họ kiểm tra và bảo dưỡng cái xe rồi, nên anh chị có thể an tâm những vấn đề đó. Những cái nào chưa tốt là bên em sẽ đều cho thay mới cho anh chị hoàn toàn hết, nên anh chị có thể yên tâm về chất lượng xe bán ra. Đó, 515 triệu cho một mẫu xe Innova số sàn hay sản xuất vào năm 2018 anh chị, rất là đẹp luôn. Thì thường á, bên em rất là về thường xuyên rất những cái mẫu Innova anh chị. Ngày mai ngày mốt thì có thể về thêm nhiều xe nữa, 2019, 2017. Thì tất cả các xe bên em đều được ngân hàng tài chính Toyota hỗ trợ vay. Anh chị cần tư vấn thêm về xe, hồ sơ vay ngân hàng, anh chị vui lòng liên hệ số hotline để nhóm Văn Thắng hỗ trợ anh chị tốt nhất. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh chị.